Sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH sẽ được khép lại. Chương trình được phát vào lúc 17 giờ 15 phút đến 17 giờ 40. Tại trung tâm thành phố, nếp bóng là nhà hàng Fortuner số 1127 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, bắt giữ khẩn cấp 7 đối tượng. Theo thông tin ban đầu, nhà hàng Fortuner mỗi ngày sẽ đón hàng trăm lượt khách đến ăn uống mua dâm với tiếp viên, chủ yếu là phục vụ cho khách nước ngoài, đa số là người gốc Hoa như là Đài Loan, Malaysia. Tại cơ sở có khoảng 200 chân dài sẵn sàng phục vụ, mức giá mà các tiếp viên phục vụ khách từ 5 triệu đồng trên một lần hoặc là 12 triệu đồng trên mỗi đêm. Qua kiểm tra hệ thống sổ sách của nhà hàng Fortuner, công an làm rõ từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2023, chủ nhà hàng